Theo một nghiên cứu của Thụy Điển, biến thể Omicron có thể né được hệ miễn dịch, nhưng các nhà khoa học nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là việc tiêm vaccine không mang lại lợi ích. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Thụy Điển, được công bố ngày 6 tháng 4, cứ 5 nhân viên y tế ở nước này thì có một người nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 không lâu sau khi tiêm mũi vaccine thứ 3 ngừa COVID-19. Đây là bằng chứng cho thấy biến thể Omicron có thể né được hệ miễn dịch. Trong nghiên cứu, 375 nhân viên tại bệnh viện Daedalus ở thủ đô Stockholm đã nhận xét nghiệm vào các ngày thứ 2 trong tuần và kéo dài trong vòng 4 tuần. Hơn 20% trong số này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 chỉ 2 tháng sau khi tiêm mũi vaccine thứ 3 và phần lớn không có biểu hiện triệu chứng. Mặc dù phần đông các nhân viên y tế mắc COVID-19 ở thể nhẹ, song tải lượng virus vẫn đủ cao để có thể lây truyền trong vòng 9 ngày. Bác sĩ Charlotte Talin tham gia nghiên cứu này nói, đây là lần đầu tiên lượng virus trong đường hô hấp được theo dõi trong làn sóng dịch COVID-19 do biến thể Omicron gây ra hiện nay. Điều đáng ngạc nhiên là có nhiều xét nghiệm dương tính trong một thời gian dài như vậy và lượng virus cao như vậy mặc dù đã tiêm mũi vaccine thứ 3. Theo bác sĩ Charlotte, nghiên cứu này chứng tỏ rằng biến thể Omicron có thể trốn được hệ miễn dịch. Bà nói, lượng kháng thể cao ở những người mắc COVID-19 cũng như ở những người không mắc COVID-19. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng nghiên cứu này không có nghĩa là việc tiêm vaccine không mang lại lợi ích, đồng thời khẳng định việc tiêm vaccine giúp ngăn bệnh trở nặng, trong khi biến thể Omicron có thể gây nguy hiểm cho những người chưa tiêm phòng, người già và những người thuộc nhóm có nguy cơ dễ lây nhiễm. Phần lớn người tham gia nghiên cứu đã được tiêm vaccine của hãng Pfizer-BioNTech hoặc hãng AstraZeneca. Kết quả nghiên cứu đã được trình lên Cơ quan Y tế Công cộng của Thụy Điển và Tổ chức Y tế Thế giới WHO.